Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng nghĩa thưởng là 5 triệu đô la tóc cằn Combat đến từ dự án Combat Zone này góp các bạn. Thì tóc cằn này đang ICO người ta bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter dự án các bạn. Rồi trên tại Twitter bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi các bạn. Rồi các bạn like các bạn tự quyết đăng cái luôn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở tiếp tục thì các bạn mở vào cái link phong airdrop của nó nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào zone này airdrop nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn gửi địa chỉ bên B sở mã chain bet20 trên YouTube Collect cho tất cả các bạn nha các bạn. Sorry các bạn, đây mình lấy lộn dí các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ bên B mình nha các bạn. Các bạn dán vô đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của bạn đã follow dán nè các bạn. Dự án này quá là ngon luôn. Rồi tiếp tục các bạn tạo cấp trai gì kỳ tạo 7 thăng 7 sao là 7 nhân 6 hả ta? 77 42 77 49 76 42. Rồi các bạn lướt cấp trai nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Sao mà cái máy này. Rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Ôi sorry lỗi máy chủ rồi các bạn. Submit cái nữa. Cái nữa coi. Sẽ submit form không được ta. This and more. Ai rớt nè. Làm lại cái nữa coi. Rồi các bạn gửi địa chỉ với bên B mình nè. 309/12 nè. Submit form. Rồi hiện tại thì cái nó máy chủ nó đang bị lỗi nha các bạn. Thì cứ khoảng vào ngày mai hoặc ngày mốt các bạn khoảng 20-30 phút gì đi các bạn vào các bạn submit form mà nào submit form được thôi nha các bạn. Rồi dãy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 5 triệu đô tóc cần Combat gì đó các bạn. Rồi Combat đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.